Đức mà lắp màn tàu. Nhưng tàu này ấy, lạ lắm anh em ạ. Bật mí cho anh em một thông tin: tất cả các màn hình Android được gắn trên ô tô hiện nay đều được sản xuất tại công xưởng lớn nhất thế giới, đó chính là Trung Quốc. Lắp được cho tất cả các dòng xe từ i10, Morning cho đến Rolls Royce. Gặp pháp sư Trung Hoa thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Cụ thể ở đây mình có chiếc GLC 300 đời 2019, màn zin nhỏ, không có tiện ích giải trí. Sau 5 năm sử dụng, anh chủ quyết định thay cho mình chiếc màn hình đặc biệt dành riêng cho mẹt cấu hình mạnh mẽ, kích thước 10,25 inch lớn hơn màn zin. Lắp đặt cắm jack zin không đấu nối, thay đổi diện mạo cho chiếc xe, bổ sung thêm loa xoay, cửa gió, tuabin nữa là hoàn hảo. Nói là tàu nhưng cực kỳ chất lượng, đầy đủ các tính năng, sử dụng mượt mà. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình. Đang chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình. Chất lượng ổn định, bảo hành hậu mãi, giá cả thì phải chăng. Không có một lý do gì để anh em nâng cấp trải nghiệm cho chiếc xe của mình. Nếu anh em nào chưa có, hãy qua Dubai Care ủng hộ em luôn một bộ nhá.